I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Helver Cutter. Thì hôm nay mình sẽ làm về con nói chung là hôm bữa có hướng dẫn các bạn cài game rồi ha. Thì đây là mình chơi được khoảng 17 ngày, không nạp bất cứ gì hết ha. Đây mấy gói nạp đầu còn y nè, chưa có nạp gì hết. Đâu rồi, 17 ngày. Đây 17 ngày nè ha. Và gói nạp đầu còn y nè, chưa nạp bất cứ cái nào hết. Rồi level 8, level 71, lướt sơ qua cái đội hình ha. Đây, đội hình cũng cù bắp à. Marco nè, Marco đó. Bo nè, Ga nè, Sanji, Zimbe. Rồi cái gì con nhỏ này chị của Sanji nè. Con này kẻ không nhớ. Nói chung là rất là nhiều ha. Hôm nay có nhiều tên mình cũng chẳng có là đọc được hay là nhớ cả được. Có Zoro nè, có Luffy nè. Người ta xài con này quá trời, mình đem bỏ kho. Rebecca nè, đó. Đó, quá trời luôn. Ở đây là còn một số con ha, ví dụ như Đô Đốc nè, được 25 mảnh ha. Rồi bây giờ chúng ta ra, hồi nãy mình có ăn một mớ cốt ha, giờ bây giờ mình quay rương. Mấy cái mảnh này là hồi nãy mới ăn trong cốt ha. Để mình ăn xong rồi mình hướng dẫn các bạn lấy mã code nha. Bây giờ chúng ta là hồi hộp chờ quay coi. Marco ở đây mình có Marco rồi, chỉ có thiếu thằng mưa nè. Chứ hồn của N là mình có được 15 rồi, mưa là chưa có. Có được 2, được 5 hồn em nè. Tỷ lệ quay rất là hấp nha. Được 5 hồn Marco à. Hy vọng nó ra mưa, mà cái hàng mưa mà hiếm quá. Em nè, em được 25 hồn rồi, 30 rồi. Sẽ suy nghĩ tới việc mà 35 rồi, sẽ suy nghĩ tới việc mà chơi N ha. Mà cô có rồi, hồn nó đem đi phới. Tại vì nhiều lắm mới ép được Marco tiếp theo ha. Rồi mưa không ra được một mảnh. Ở đây tàu Bitmon mình có 25 mảnh nè ha. Vô xem coi nó bao nhiêu thì mở được con tàu. Tàu Bitmon nằm ở dưới này nè. Đây 50 ha, 50 sẽ mở được một cái tàu Bitmon. Thì hồi nãy có mở được trong code nó có cái này ha. Đó, ghép lại đó, được một thêm một cái tàu của hạm đội nữa, của hải quân. Rồi chúng ta quay tiếp. Cái này là hồn rất là giá trị ha, nhưng mà hai cái này là phới, chỉ được 2, 4, 6, mà thường 6 cái này nó ít ra lắm. Đây là 2, 4, 6, 7, có cái này là phới. Rồi, ok quay thôi. Hồn Bitmon, hồn nhị, cái tàu của Bitmon thôi ha. Thằng này thì được 30 hồn rồi, cũng đỡ. Ra hồn thằng đó riết cũng đỡ. Lại Marco
Ở đây thì bo mình đã có ha, Marco có ha. Chỉ có lô được 5 hồn. Này Akainu được 30. Kizaru cái gì vậy, không phải. Aoki thì được 10 hồn ha. Đó. Rồi đây thì ủa từ khi nào có 25 hồn của Kuma nè. Đủ chưa? 10 hồn nữa, 10 hồn nữa. Đừng có vô vàng là được rồi. Vàng vô phế. Này mà cho mình mấy cái này ấy đủ phòng. Cho mình mấy cái này quay cả ngày cũng được. Trong khi các bạn chơi game 3D này nọ thì ở đây là mình chơi con này ha. Được một hồn Kuma nữa nè. Đó, lô. Trời ơi, Bitmon, má ơi. Chứ 10 hồn nữa là đủ cái tàu rồi. Rồi lên trên này. Kizaru nè. Rồi vị hổ tím. Ông vị hổ tím quên mẹ tên rồi. Mắt diệu hâu nè. Trời ơi, không được. Không mở được con nào rồi mấy bạn ơi. Đó, lên này thì tào lao lắm, mở ra toàn là đó thấy chưa. Mở ra cứ hai rương này nó đè đầu hai rương này không à. Đó, đậu phụ. Phế. Cót ăn quá trời, cuối cùng ra được gì hết. Đây chưa đủ điểm lên đây, còn rất là xa VIP 14 ha. VIP 14 nhận được 100 hồn của đây. Bữa nay có nạp nè, nạp 100 tệ thì sẽ được thằng này ha, anh của Sanji. Và 100 tệ thì chúng ta sẽ được thêm là ông này thì chắc không đủ rồi, 80 hồn mới đủ. Được 90 mảnh đồ của En ha. Rồi một cái tàu của Gáp ha. Cũng không đủ luôn. Đây được thêm bùa với đồ mở nữa nè. Đồ mở cũng hơi nhiều. 8, 10, 15, 25. Đu. Nay nạp được ngon các bạn. Nạp 100 tệ thì được Akainu nữa nè. Đó các bạn vào đây xem ha. Ngày nào nó có cái gì ngon ngon thì chúng ta nạp. Đó. Lâu lâu thì 100 tệ được rất là ngon ha. Và được thêm 30 kim cương, 30.000 kim cương đây nữa nè. Đó. Đây VIP 14 thì sẽ được 100 hồn của Sabo nè. Bạn nạp hẳn gói 100 nha, đừng có nạp mấy cái gói thẻ tháng, thẻ ngày, thẻ tuần gì ha. Nạp mấy cái này là nó sẽ không có được cái gì đâu. Để mình hướng dẫn các bạn nhận code ha. Bấm vào đây. Rồi chúng ta kéo xuống đây. Hộp quà nè, đó, chúng ta nhận mấy cái này nè ha. Bấm vào. Rồi bấm vào thì nó sẽ có mấy cái nhận này nè, bấm 2 lần. Ý đây là mã code tới ngày 2 tháng 15 ha. 15 tháng 2. Đó. Đây 15 tháng 2. Mã code trong ngày hay gì, mã code mới nè. Đó. Đây là mã code lâu nè, đó. Rồi bấm xong rồi các bạn ra. Bạn bấm vào hàng cuối avatar xong chọn hàng cuối và bấm vào đây. Xong rồi các bạn bấm OK là xong. Rồi đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn thành công và chơi game vui vẻ. Còn ai chưa biết K
cài đặt game thì có thể quay lại cái phần trước ha. Phần trước mình để link dưới có hướng dẫn các bạn cài game luôn ha. Bye, chào tạm biệt các bạn.